Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Công Dũng Đa Phát. Thì ngày hôm nay là một ngày thứ năm, thì tôi cũng đi làm một video ngắn để phân tích lại thị trường trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 4 và đưa ra các nhận định cho phiên giao dịch của ngày 15 tháng 4, ngày thứ sáu. Sau đó thì tôi cùng anh chị mình sẽ cùng nhau đi phân tích các cổ phiếu của nổi bật của các nhóm ngành mà hôm nay đã có những cái nhịp tăng điểm rất là tốt ở thị trường, như nhóm ngành bán lẻ và phân bón. Ngoài ra thì kênh của tôi là một cái kênh để hỗ trợ tất cả anh chị nhà đầu tư về chứng khoán, cũng như đưa cho các anh chị một cái góc nhìn khách quan nhất về thị trường và các mã cổ phiếu. Thì cũng hy vọng rằng các anh chị có thể để lại cho tôi một like và một phần đăng ký kênh để những video sau tôi làm được tốt hơn. Xin cảm ơn các anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Và thưa các anh chị, là đến tháng 5 này tôi có một cái khóa học về phân tích kỹ thuật, phân tích dòng tiền và hành vi của tổ chức kết hợp chỉ báo kỹ thuật dành cho các anh chị nhà đầu tư mới đầu tư, chưa có kiến thức về chứng khoán và đang tham gia thị trường nhưng cũng có nhiều cái gọi là có nhiều cái khó khăn trong cái việc phân tích cổ phiếu. Thì tôi cũng có một cái khóa học khoảng 10 buổi, thì chú trọng đến cái việc là sau khi kết thúc khóa học thì mọi người đều đọc hiểu được những cái biểu đồ như thế này và biết được đâu là những cái cây nến tốt và đâu là những cái cây nến xấu nha mọi người nhé. Và những cái điểm mua, điểm bán ở trong cái biểu đồ này nó thể hiện ở những cái hành vi của tổ chức thông qua giá và khối lượng mọi người nhé. Thì sau khóa học thì mọi người sẽ đọc hiểu biểu đồ và có thể phân tích được cổ phiếu của mình muốn mua hay là đang nắm giữ, và những cái dấu hiệu nhận biết để khi mình muốn bán cổ phiếu thì mình có thể mình nhìn vào các dấu hiệu của các tín hiệu chỉ báo, ví dụ như MACD, thì chúng ta có thể nhìn vào đây để chúng ta bán cổ phiếu nhé mọi người nhé. Đấy, anh chị nào đăng ký thì mọi người kích vào cái đường link này ở phần mô tả trong video thì mọi người sẽ đến được cái phần đăng ký. Sau khi các anh chị đăng ký thì tôi sẽ liên lạc với anh chị để hướng dẫn các anh chị vào lớp học, và cái khóa học sắp tới này sẽ được tổ chức như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người. Xin cảm ơn các anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nhìn lại thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Hôm nay VN Index giảm 5,08 điểm xuống mốc 1.472 điểm. Trong đó có 185 mã tăng, 45 mã tham chiếu và 271 mã giảm. VN30 thì giảm 7,38 điểm xuống 1.518. Trong đó thì chỉ có 8 mã tăng, 2 mã tham chiếu và đến 20 mã giảm. Đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy các mã giảm giá chủ yếu đến từ nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán mọi người nhé. Đây, tất cả là đều ngân hàng và chứng khoán là đa số góp phần kéo thị trường đi xuống. Còn những cái yếu tố tăng điểm ngược lại trong nhóm VN30 thì nó đến từ những cái cổ phiếu của nhóm ngành bán lẻ, dầu khí, GVR là khu công nghiệp, MWG đấy bán lẻ, PNG và VP Bank là một cái đại diện của ngân hàng tăng điểm nhẹ ngày hôm nay. Chúng ta có thể xem rõ nhất ở đây là dòng tiền luân chuyển vào dòng hóa chất và bán lẻ, nước khí đốt là dầu khí hôm nay cũng có những cái nhịp tăng điểm rất là tốt cho mọi người nhé. Và những cái yếu tố giảm điểm đến từ nhóm ngành ngân hàng, bất động sản và chứng khoán, xây dựng vật liệu là đầu tư công thì nó cũng góp phần làm kìm hãm đà tăng giá của thị trường và nó giảm điểm mọi người nhé. Chuyển động của tổ chức thì sao? Tổ chức hôm nay thì khối ngoại lại tiếp tục mua dòng cái cổ phiếu của FPT và DGC vẫn là một cái lựa chọn của khối ngoại để mua dòng nhé mọi người nhé. DGM, HPG thì liên tục bị bán dòng trong những cái phiên gần đây, và cái chênh lệch giữa mua bán dòng giữa khối ngoại thì nó cũng tương đối là nhỏ, có 32 tỷ là bán dòng. Về chuyển động của thị trường ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất là những cái cổ phiếu của dòng ngân hàng nó là góp mặt chủ đạo để kéo thị trường đi xuống. Ngoài ra thì có những cổ phiếu bất động sản như Vinhome, Novaland, Dick rồi là Vic góp phần kéo thị trường đi xuống. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích biểu đồ và đưa ra những cái nhận định cho phiên giao dịch ngày mai. Hôm nay thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây
đó là VN Index mở gap tăng điểm nhưng nó lại tăng đúng cái vùng kháng cự của nó. Vì thế cái yếu tố mà buổi sáng là nó còn giữ nhịp được thị trường vẫn ở loanh quanh cái mức tăng điểm ở cái mốc là 1484, thì sau đó thì đến cái phiên chiều gặp cái áp lực bán rất lớn từ những cái vùng kháng cự nhá, thì cổ thị trường bắt đầu có những cái nhịp giảm điểm. Và hôm nay cái dòng tiền vẫn đang còn luôn e rè mọi người ạ. Hôm qua tuy có một cái nhịp tăng khá là tốt 22 điểm nhưng hôm nay cái dòng tiền nó vẫn chưa tham gia nhiều lắm. Và cái kịch bản ngày mai theo như tôi nhận định thì kịch bản ngày mai khả năng thị trường sẽ có một cái phiên tích lũy lại ở trên cái vùng này. Sau đó nó rất có thể nó sẽ quay xuống, nó kiểm định lại cái đáy. Cái đáy mà hôm vừa rồi nó vừa xác nhận là cái đáy số 1 ở đây, thì ngày mai nó rất dễ nó sẽ quay về để nó kiểm định. Bởi vì ngày mai là cái phiên T3 của cái phiên bắt đáy của cái hôm 12 tháng 4 về mọi người ạ. Vì thế trong 2 ngày hôm nay tôi luôn khuyên mọi khách hàng của mình là không nên mua bán gì nhiều. Bởi vì hầu hết tất cả các cổ phiếu nó đều chỉ là có cái nhịp hồi thôi. Nó cũng chưa có xuất hiện những cái điểm mua đẹp để chúng ta tham gia, ngoại trừ những cái cổ phiếu của phân bón và dòng bán lẻ hôm nay được kéo rất là tốt mọi người. Tuy nhiên thì những cái dòng đấy, ví dụ như dòng bán lẻ thì nó cũng đã gặp đến các cái vùng kháng cự của nó rồi, thì ngày mai rất dễ sẽ có những cái nhịp mà nó sẽ phải dừng lại để nó điều chỉnh chung với thị trường, thì rất có khả năng thị trường sẽ xảy ra cái kịch bản như thế nhé mọi người nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích những cái cổ phiếu nổi bật của các nhóm ngành. Đầu tiên thì chúng ta phân tích cổ phiếu hôm nay tăng tốt đi, đó là dòng phân bón, hóa chất và thép. Thì đầu tiên là cổ phiếu của BFC. BFC hôm nay có một phiên tăng điểm với cái khối lượng trên trung bình một chút. Tuy nhiên thì BFC đã gặp cái vùng kháng cự của đường MA20. MA20 này khi nó gặp cái vùng kháng cự này thì rất dễ nó sẽ phải có những cái biên độ để nó tích lũy lại để hấp thụ những cái lượng cung hàng các anh chị nhà đầu tư bán ở trên cái vùng đỉnh này bán xuống, thì sau đó thì cổ phiếu nó mới sẽ có những cái nhịp để nó tăng được các anh chị nhá. Còn không thì cổ phiếu nó mà lên thẳng đây thì rất dễ là nó sẽ tạo một cái đỉnh nữa và nó sẽ bị bán ngược về cái vùng hỗ trợ này. Nếu cổ phiếu không có những phiên tích lũy đánh thẳng lên thì khả năng cao là cổ phiếu sẽ bị bán ngược lại xuống nha anh chị nhá. DKM thì cũng tăng qua cái đường MA20, thì ngày mai cũng chung kịch bản, thì tôi cũng dự đoán là nó sẽ phải tích lũy lại ở đây để nó hấp thụ lại những cái lượng hàng của anh chị mình bán ra ở đây nhá anh chị nhá. Thì nó còn phải vượt qua hai cái mốc kháng cự ở đây cơ, mốc kháng cự này và mốc kháng cự này. Thì mọi người cũng lưu ý DKM hôm nay thì cái lực cầu vào khá là lớn. Hôm nay là chênh lệch là 58 đấy, lực cầu vào rất là tốt để đẩy giá cổ phiếu. Tuy nhiên thì nó đã rơi vào những cái vùng gặp lại những cái vùng kháng cự rồi, thì chúng ta hãy chú ý quan sát, và những cái điểm này không phải là những cái điểm mua mới để chúng ta tham gia đâu anh chị nhá. Mua thì chúng ta phải mua từ những cái phiên trước cơ, thì để hôm nay có thể là những cái nhịp mà chúng ta chốt lời khi nó gặp cái vùng kháng cự. DDV thì hôm nay đã có một nhịp tăng khá là tốt qua hẳn đường MA20, tuy nhiên thì các anh chị có thể nhìn thấy nó đang gặp cái kháng cự ở đây rồi và nó đã có những cái yếu tố mà nó bán ngược. Cái cổ phiếu này tăng tuy nhiên vol chưa đủ lớn, cái vol này nó không uy tín, vol nó phải đủ lớn như cái cổ phiếu của DKM cơ, thì lúc đó chúng ta mới xác định rằng ngày mai nó sẽ có khả năng nó tăng tiếp hoặc là nó nhỉnh lên cái vùng này để nó tích lũy lại nha mọi người nhá. Và những cái điểm này chúng ta quan sát thôi để mở ra những cái cơ hội mới để chúng ta có thể tham gia ở những cái nhịp sau. DGC thì hôm nay đã vượt đỉnh, tuy nhiên thì vượt đỉnh mà mở gap như thế này thì rất dễ nó sẽ quay lại, nó test lại cái gap này nha mọi người nhá. Thì rất có khả năng cái cổ phiếu này nó sẽ quay lại, nó test cái gap, và cái gap đó chính là ở cái vùng đỉnh cũ. Thì mọi người cũng quan sát cái cổ phiếu này để xem những cái nhịp mà nó test gap lại, nếu với khối lượng mà thấp tương đương như cái vô này, cái phiên này
thì chúng ta có thể xem xét chúng ta tham gia được cổ phiếu này nhé mọi người nhé. DPM thì hôm nay mở gap cũng gặp cái kháng cự rồi, thì cùng xem cái phản ứng của nó ngày mai như thế nào. Cái mã cổ phiếu của dòng phân bón này thì cũng đã có hai đỉnh MACD rồi, thì rất có khả năng nó sẽ tạo được ba cái đỉnh, thì lúc đó cái cổ phiếu nó mới bắt đầu lại quay trở lại một cái xu hướng điều chỉnh nhé mọi người nhé. Mọi người phải hết sức chú ý khi cổ phiếu, mọi người phải quan sát cái chỉ báo MACD này, thì để mọi người biết là khi nào cổ phiếu nó đạt đỉnh, và hiện hiện nay thì nó đang gặp cái vùng kháng cự của đỉnh cũ, thì nó sẽ phản ứng như thế nào với vùng kháng cự. Và những cái phiên này không phải là phiên để chúng ta tham gia đâu nhé mọi người nhé. HPG thì cũng chưa có gì gì nhiều để nói. Cái cổ phiếu này nó tương đối là nặng và nó đang tích lũy lại ở dưới vùng đáy số 2 của nó. Thì đây chưa xuất hiện những cái điểm để chúng ta tham gia mua mới đâu mọi người nhé. Chưa có một cái dấu hiệu gì để chúng ta tham gia cái cổ phiếu này cả. Đấy, mọi người chú ý quan sát thôi. Ai mà yêu thích cổ phiếu này, đầu tư dài hạn, chúng ta đầu tư dài hạn và chúng ta quan sát thì chúng ta có thể mua ở những điểm mua ở đáy này. Tuy nhiên thì những nhà đầu tư ngắn hạn thì không nên tham gia những cổ phiếu như HPG. HSG thì cũng đang ở vùng đáy đâu và cũng không có gì để nói. Cái khối lượng thì nó cũng đã cạn kiệt đi rồi, cũng tương đối là tích cực mọi người ạ. Tuy nhiên thì MACD vẫn đang đi tìm đáy, cũng chưa có hồi kết thúc và chưa tìm được đáy của mình, nên là chúng ta vẫn cứ quan sát thôi nhá. LAT, cổ phiếu của LAT thì phân bón thì hôm nay nó đã lên và nó gặp lại cái vùng kháng cự của nó rồi, thì ngày mai rất dễ là nó sẽ có những cái biên nó tích lũy lại ở đây, nó tích lũy lại ở đây để nó lấy cái động lực nó tăng lên những cái vùng kháng cự tiếp theo nhé mọi người nhé. Khi cổ phiếu mà tăng lên luôn không tích lũy thì chúng ta sẽ không có những cái điểm để chúng ta tham gia đâu. Mua đấy là chỉ là mua đuổi và mua không có phân tích kỹ thuật thì nó rất rủi ro cho chúng ta nhé. Còn anh chị nào mà chưa có người tư vấn thì anh chị có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại đang chạy ở dưới màn hình. Tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị và khuyến nghị các anh chị những cái mã mua bán mà có thể là nó sẽ tăng trưởng rất là tốt. Các anh chị chú ý và tham gia với tôi và liên hệ với tôi qua số điện thoại nhé. Cảm ơn các anh chị. NKG thì nó đã có một cái nhịp tăng nhẹ, tuy nhiên thì MACD ở đây thì tôi đánh giá là nó vẫn chưa đi tìm được đáy, vì thế chúng ta chưa có những cái điểm mua của cổ phiếu này đâu nhá. Và nó đã gặp lại cái vùng kháng cự cũ của nó rồi, thì rất dễ cái cổ phiếu này ngày mai nó lên test cái vùng kháng cự, nếu nó xấu thì nó sẽ quay lại điều chỉnh test lại cái đáy này, rất có thể điều đấy sẽ xảy ra nhá. Đây trong chứng khoán phân tích là những cái gọi là xác suất. Xác suất thì chúng ta phải đưa ra các kịch bản mà cổ phiếu có thể xảy ra để chúng ta phân tích cổ phiếu nhé mọi người nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích mã cổ phiếu của dầu khí. Đấy, dầu khí hôm nay tăng cũng rất là tốt. Thì mọi người có thể nhìn thấy là cái cổ phiếu BR hôm nay nó đã tăng trở lại và gặp cái vùng kháng cự của cái đáy của nó rồi, cái đáy cũ. Thì bây giờ nó là cái vùng kháng cự của cổ phiếu khi cổ phiếu rơi thủng đáy nha mọi người nhá. Thì nó gặp cái đáy cũ, tuy nhiên thì cái khối lượng bán ngược thì nó cũng không có nhiều. Tôi đánh giá đây là một cái khối lượng rất là tích cực của cổ phiếu BR. Nó tích lũy ở đây rất là lâu và nó bị bán cũng không còn nhiều. Lượng cung nó đã kiệt quệ đi rồi mọi người ạ. Thì rất dễ những cổ phiếu này nó sau này nó sẽ có những cái nhịp nó tăng mới. Còn MACD thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy đáy của nó. Hôm trước thì nhìn thấy khả năng có đáy. Tuy nhiên thì nó bị giảm chung với thị trường xấu quá thì cổ phiếu nó lại quay đi nó tìm đáy tiếp theo. CNG hôm nay tăng mở gap, đây nó mở một cái gap rất là to ở đây, thì rất có khả năng cái cổ phiếu này ngày mai nó đã gặp cái vùng kháng cự này thì nó sẽ phải dừng lại để nó tích lũy hoặc nó quay xuống nó test lại cái gap nha mọi người nhé. Bởi vì cái khối lượng hôm nay vào tương đối là nhỏ, nó khối lượng này nó không lớn, không đủ uy tín để chúng ta xác nhận đây là một cái phiên tiền vào mạnh của tổ chức nha mọi người nhé. Chưa phải là những điểm mua đâu, các anh chị không dại gì mà tham gia ở những cái điểm như thế này cả. Cổ phiếu của gas hôm nay mở gap cũng tăng, tuy nhiên thì bị cái yếu tố bán ngược từ trên những cái vùng kháng cự này bán xuống rất là mạnh nha mọi người nhé. Thì cái cổ phiếu này chúng ta cũng theo dõi thôi, có thể theo dõi, nếu nó tích lũy lại được ở đây thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ xem xét để chúng ta mở mua, bởi vì cái cổ phiếu này nó tăng cũng khá là chậm
nên là chúng ta xem xét thôi. OI thì yếu rồi, OI thì cũng không có gì nhiều để nói bởi vì nó đang túc tắc đi lên thôi. Cái kháng cự gần nhất của nó là ở đây, kháng cự của nó là ở vùng 17 17 đến 17.1 17.2 nhé mọi người nhé. PET, PET thì hôm nay có những cái nhịp tăng điểm rất là tốt vào phiên sáng, tuy nhiên thì vào buổi chiều nó gặp những cái áp lực bán từ cái vùng kháng cự này, nó bán xuống thì cái cổ phiếu này nó đã bị đóng cửa ở trên đường MA20. Thì chúng ta vẫn phải quan sát cái cổ phiếu này thôi, cổ phiếu này đã có hai đỉnh MACD rồi thì chúng ta thời điểm này không nên tham gia mua mới nhá. Và nhất là khi thị trường ở phiên ATC họ nó cũng có những cái yếu tố đạt giảm điểm thì chúng ta phải lưu ý và chúng ta phải cẩn thận đối với thị trường hiện tại nhé. Mở mua mới là phải xem xét rất là kỹ lưỡng thì mới mở mua, còn không mua bừa để chúng ta mua thì chúng ta không nên làm điều đấy, bởi vì rất có thể T3 về chúng ta sẽ bị chôn vốn hoặc chúng ta phải cắt lỗ như các chị nhé. PLC hôm nay thì cũng đóng cửa tăng 1,12%, có một cái cây nến rút chân rất là ổn đấy, với cái khối lượng là cạn cung thì rất dễ cái cổ phiếu này nó sau khi nó kết thúc cái nhịp điều chỉnh này và nó sẽ tích lũy lại ở đây, tích lũy lại ở trên cái vùng này để nó làm động lực nó tăng lên những cái vùng kháng cự tiếp theo, đó là cái vùng này, cái vùng 4647 nhé mọi người nhá. Anh chị nào có cổ phiếu thì chúng ta cứ cầm nắm, đợi cổ phiếu nó tích lũy lại thì lúc đó nó sẽ tăng lên rồi sẽ tăng về cái đáy cũ thì lúc đó chúng ta sẽ xem xét cổ phiếu để tìm hướng xử lý nhé. PVB thì cũng đang từ cái vùng nền này thôi, đây là cái vùng hỗ trợ mạnh của nó này thì nó cũng từ cái vùng này để nó đi lên thôi, cũng chưa có gì nhiều để nói và cũng không có điểm để mua đâu mọi người nhé. PVC cũng vậy, cổ phiếu này giảm sốc và tăng cũng rất là mạnh thì cái cổ phiếu này nó tăng đến đây thì nó mới gặp kháng cự nhé mọi người nhé, tăng đến đây thì nó sẽ gặp kháng cự này, kháng cự ở vùng 26-27 thì mọi người lưu ý nếu anh chị nào mà mua được ở dưới đáy này đợi nó tăng lên vùng này chúng ta có thể chốt lãi ngắn cũng được, đút tiền vào túi là an toàn. PVD cũng chưa có gì nhiều để nói và không có điểm để tham gia. PVS thì hôm nay có một cái cây nến là bị bán ngược trở lại thì cái cổ phiếu này nó sẽ tiệm cận cái vùng đáy cũ thì là ở 33.2 đến 33.7 thì lúc đó chúng ta anh chị nào mà mua cổ phiếu ấy, thì đợi đến cái vùng này chúng ta có thể chốt lãi cổ phiếu nhé, đánh ngắn đến kháng cự chúng ta bán, chúng ta mà bắt đáy đến kháng cự chúng ta bán, không thì ngày mai nó sẽ có những nhịp nó lên test rồi nó sẽ phản ứng ở cái vùng kháng cự này đấy, mọi người lưu ý. PVT thì cũng vậy, cũng bị những cái yếu tố bán ngược từ cái vùng kháng cự này, đây là cái đáy trước của nó thì nó sẽ trở thành cái kháng cự sau nhé mọi người nhé, thì nó lên đây gặp cái áp lực bán và nó bị bán ngược trở lại thì cái cổ phiếu này khả năng sẽ phải tích lũy lại, chứ nó mà bị bán ngược như thế này thì không dại gì tổ chức người ta đánh cổ phiếu lên để các anh chị chốt đâu nha anh chị nhé. Mọi người lưu ý cầm cổ phiếu thì mọi người lưu ý những cái điểm kháng cự nhé mọi người nhé. Tiếp theo là sẽ đi phân tích cái cổ phiếu của Vin và dòng trụ. BMI hôm nay cũng có những cái nhịp tăng điểm, tuy nhiên thì đến cuối phiên thì nó cũng đóng cửa ở mức giảm điểm thì gặp cái áp lực chung của thị trường, áp lực chung của cái phiên ATC đấy thì nó cũng đóng cửa ở giảm điểm thì cái cổ phiếu này thực ra thì cũng chưa có những cái điểm để mua mới đâu, chúng ta chỉ quan sát BMI bảo hiểm. BVH thì cũng đang là khá là tích cực hơn, nó đang tích lũy ở trên cái vùng đỉnh cũ của nó đây, cái vùng kháng cự đây thì nó đang tích lũy ở đây thì cũng tương đối là tích cực mọi người nhá. Nếu mà nó rủ xuống hoặc là nó có những cái nhịp mà tích lũy nó cạn cung đi như thế này thì mọi người cũng xem xét để chúng ta tham gia vào giai đoạn sau, bởi vì là nó đã có hai cái đỉnh MACD rồi thì nó đang có xu hướng điều chỉnh thì mọi người cũng chú ý nhá, cái lực mua nó đang giảm mạnh này, bắt đầu xuất hiện lực bán này đấy, thì mọi người lưu ý đây chưa phải là những điểm mua đẹp để mọi người tham gia đâu, mọi người cứ cầm tiền đi. DGW thì cái cổ phiếu này sau một cái phiên giảm sàn do họp đại hội cổ đông thì nó cũng đã lấy lại được thăng bằng 3 phiên
Sau đó hôm nay thì nó đã có những cái nhịp tăng điểm, tuy nhiên thì cái khối lượng vào nó chưa được lớn lắm mọi người ạ. Khối lượng vào thì chưa được lớn lắm thì chúng ta hãy cùng theo dõi cái cổ phiếu này thôi, chứ chưa xuất hiện điểm mua đâu, và bây giờ nó đang gặp cái vùng kháng cự cũ của nó rồi thì xem nó phản ứng ra sao. Thì nếu cổ phiếu này mà tích lũy lại được ở đây ý, mà đẹp ý, thì sẽ là một cái điểm để chúng ta cân nhắc chúng ta tham gia nhá. Giai đoạn sau FPT tăng rất là mạnh và không có điểm để tham gia nhé mọi người nhá. Cổ phiếu này tăng rồi thì thôi, chúng ta không tham gia được ở những cái điểm điểm tham gia của nó đẹp nhất là phải ở đây, chứ còn lên đến đây nền nó khá là lỏng, nền lỏng như thế này thì rất khó để tham gia nhé mọi người nhá. Không biết nó đánh như thế nào. FRT hôm nay tăng điểm cũng rất là tốt, gần giá gần trần và cũng có khối lượng lớn đi vào. Thì cái cổ phiếu này nó đang trong cái nhịp điều chỉnh, tuy nhiên thì nó đã có một cái phiên tăng điểm để phá cái nhịp điều chỉnh này rồi, thì chúng ta hãy cùng quan sát cái cổ phiếu này. Trước thì mình cũng cho zoom khách hàng mua, tuy nhiên thì cái cổ phiếu này sau một cái nhịp điều chỉnh nó gãy như này thì mình cũng đã cho mọi người bán rồi và cũng chưa tham gia lại cái cổ phiếu này. MVKG thì hôm nay có những nhịp tăng, tuy nhiên thì nó gặp cái vùng kháng cự thì nó cũng có những cái yếu tố bán ngược, và cái cổ phiếu này cái vốn nó tương đối là lớn, mà vốn lớn ở trên cái vùng này thì chúng ta cũng không có những điểm để chúng ta tham gia nhé, rất rủi ro mọi người ạ, đừng tham gia những cái phiên mà vốn nó lớn như thế này. PNG thì hôm nay lên tăng gặp kháng cự bị bán ngược, vốn không có thì rất dễ là cái cổ phiếu này nó sẽ rơi vào một cái nhịp mà nó sẽ phải tích lũy lại, hoặc nó điều chỉnh, nó tích lũy lại ở đây hoặc nó sẽ quay xuống, nó điều chỉnh, nó test lại cái đáy nha mọi người nhá. Rất có khả năng đấy cái cổ phiếu này. Rồi thủy sản thì hôm nay thủy sản dệt may thì cũng có cổ phiếu của MC tăng điểm khá là tốt đấy. Cái cổ phiếu này mọi người mà tham gia được thì cũng rất là tốt. Cái cổ phiếu của thủy sản liên tục tăng, và cổ phiếu này nó có cái mô hình nền chồng nền cũng rất là đẹp lên mọi người ạ. Cái mẫu cổ phiếu này cũng có thể chú ý nhé. Cổ phiếu này mà nó có những cái phiên mà nó test lại cái đỉnh này với volume thấp thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta tham gia cái cổ phiếu này, bởi vì là nó nhìn tương đối là đẹp và nó cũng chưa tạo đỉnh MACD đâu. Cái phiên mấy phiên hôm trước thì nó cũng gần tạo được cái đỉnh số 2 rồi, tuy nhiên thì cái phiên tăng ngược lại này nó đã phá vỡ cái nhịp mà tạo đỉnh của cổ phiếu nhá. Thì mọi người cứ quan sát xem có những cái nhịp nó test lại mà khối lượng thấp thì lúc đó chúng ta có thể tham gia. GL là một cổ phiếu dệt may thì nó cũng có những nhịp tăng đấy, và nó có hai đỉnh MACD rồi, tuy nhiên nó đang ở trong nhịp điều chỉnh thì khả năng cao cái cổ phiếu này nó sau khi nó gặp tiếp xúc cái vùng kháng cự này nó sẽ phải có những cái phiên tích lũy lại ở đây nhé mọi người nhé. IDI thì có tăng nhưng mà lại bị giảm. May Sông Hồng sau những cái phiên tăng đột biến hôm vừa rồi thì cổ phiếu hôm nay nó lại có tiếp tục có dòng tiền đi vào đấy, tiếp tục có dòng tiền đi vào thì nó đánh cổ phiếu vượt đỉnh, thì cái khả năng cái cổ phiếu nó sẽ quay lại nó test vùng đỉnh này là rất là cao nha mọi người nhá. Sau khi vượt đỉnh thì nó rất dễ nó quay lại nó test đỉnh nhá, thì những cái nhịp đó là chúng ta quan sát để chúng ta theo dõi. Ai muốn tham gia thì chúng ta phải quan sát thật kỹ cái cổ phiếu nha mọi người nhá. Cổ phiếu này thì cái khối lượng giao dịch của nó tương đối là ít, vì thế là chúng ta cũng nên cân nhắc để chúng ta tham gia. Nếu chúng ta có vốn lớn thì chúng ta cũng không thể tham gia được nhiều đâu. TNG thì cái cổ phiếu này hôm nay nó tăng nhưng mà nó gặp cái vùng kháng cự ở đỉnh cũ thì nó đã bị những cái yếu tố bán ngược, thì nó là một chuyện rất là bình thường thôi. Và trong MACD thì thấy nó đang ở trong cái nhịp điều chỉnh và có cái khối lượng bán ra tăng, tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải quan sát cái cổ phiếu này, cũng chưa có xuất hiện những cái điểm để anh chị em chúng ta tham gia đâu nhá. Mọi người lưu ý việc đấy, chúng ta mua bán chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta không nên nóng vội mua bán là rất dễ chúng ta bị lỗ ở trên thị trường ấy. VHC thì nó đã vượt đỉnh và hôm nay phiên tiếp tục là một cái phiên tiền vào, tuy nhiên là cái phiên test lại này tôi thấy là nó không được tốt lắm. Phiên test lại này cái khối lượng nó trên trung bình thì rất dễ là cổ phiếu nó sẽ phải điều chỉnh nhé, chứ nó không thể tăng mạnh được đâu, có thể là nó sẽ tăng thêm một vài nhịp nữa thì nó quay lại nó điều chỉnh xuống cái vùng đỉnh cũ này để nó kiểm định lại nhé mọi người nhé. Đấy, anh chị nào mà
không có hàng thì tốt nhất các anh chị không nên tham gia ở những cái điểm này đâu. Đây không phải là những điểm để chúng ta tham gia. Đấy. Và tôi sẽ đi phân tích thêm một vài cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản. AM thì thủy sản không nói. BCG. BCG thì hôm nay cũng giảm điểm, tuy nhiên về cái vốn khối lượng khá là cạn kiệt. Như thế này thì chứng tỏ rằng đây là những cái yếu tố đè giá về cuối phiên thôi. Đây 23.9, 23.8 những cái yếu tố đè giá của tổ chức thôi và nhịp giảm chung cùng thị trường, chứ còn đây không phải là những cái phiên mà nhà đầu tư rồi cái tổ chức người ta thoát hàng đó mọi người nhá. Nên mọi người cầm cổ phiếu mọi người cũng lưu ý nhìn cái khối lượng của nó để mình đánh giá cái cổ phiếu. Cổ phiếu của Shell thì vẫn đang loanh quanh ở vùng đáy thôi, cũng chưa có gì nhiều để nói. CI thì nó vẫn đang tiếp tục tích lũy ở cái vùng đáy của nó. Hôm nay có những cái nhịp nhúng xuống kiểm định, tuy nhiên nó đã tăng ngược trở lại và về vùng giá tham chiếu và kết thúc ở một cái khối lượng thấp, thì đây là một cái yếu tố tích cực của cổ phiếu. Và cổ phiếu CI này chúng ta xác định là cầm đánh cho quý cuối quý 2, đầu quý 3 và quý 4 cho mọi người nhé. Đây là những cái cổ phiếu chúng ta mua trước để chúng ta kiếm cái lợi nhuận lớn khi cái cổ phiếu nó tăng về cái vùng đỉnh. Chứ còn đánh ngắn thì chúng ta chưa mua được những cái cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản đâu. Bởi vì bất động sản ngoài đất xanh, Hà Đô đang giữ giá ở trên cái vùng giá cao và gần đỉnh, thì tất cả hầu như tất cả các cổ phiếu nó đều chung một cái nhịp, đó là gom hàng và tích lũy ở dưới đáy nhé mọi người nhé. Mọi người lưu ý để chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu của mình. Đây ví dụ như cổ phiếu Đích thì nó cũng đang ở trong một cái biên hộp đa phát, nó gom hàng đấy mọi người ạ. Cũng chưa phải là những cái pha tổ chức người ta đẩy giá đâu. Vì thế mọi người mua những cổ phiếu này giai đoạn này thì mọi người cũng đừng kỳ vọng nhiều quá về nó để nó đem lại lợi nhuận lớn cho mọi người trong ngắn hạn nhé. Cái cổ phiếu này là phải chờ đợi vào cuối quý 2, đầu quý 3 và quý 4 thì may ra nó sẽ có những cái nhịp tăng và tổ chức người ta sẽ đổ tiền, người ta kéo nha mọi người nhé. Mọi người đợt này mọi người có thể đánh các nhóm ngành khác như phân bón này, bán lẻ này, đấy rồi là những cái nhóm ngành sản xuất này, dầu khí này, thép này, mấy hôm nữa nó tích lũy xong thì chúng ta cũng có thể đánh lại những cổ phiếu thép. DRH thì cũng chưa có gì nhiều để nói, vẫn đang loanh quanh ở vùng nền thôi. Cái cổ phiếu này nhìn cũng khá là tích cực, đợt vừa rồi không bị giảm sâu, đấy cũng khá là tích cực. Đất xanh thì sau một cái phiên rơi, đây cái phiên rơi thì vẫn chưa tìm thấy đáy, thì cái cổ phiếu này khả năng nó sẽ phải tích lũy lại ở trên cái vùng này một thời gian để làm cái động lực nó tăng điểm tiếp. Không thì nó, nếu thị trường có những nhịp điều chỉnh, nó sẽ quay lại test lại cái đáy này, đấy, kiểm định lại cái đáy này, bởi vì cái đáy lần một khối lượng nó vẫn là lớn, tương đối là lớn. HQC thì HQC thì hôm trước cũng chỉ anh chị mình cái điểm để anh chị mình bắt đáy cổ phiếu, thì không biết có anh chị nào bắt đáy được không, nhưng mà bắt đáy thì nó đi kèm với rủi ro nhá. Thì cái cổ phiếu này thì nó hôm nay nó giảm với biên độ là khối lượng thấp thôi, thì cũng không có gì nhiều để chúng ta phải quan sát kỹ về nó cả. Tuy nhiên thì MACD thì nó đang đi tìm đáy, thì lúc nào nó đi tìm đáy xong thì nó sẽ có những cái nhịp bật tăng nhé mọi người nhá, không thì nó sẽ phải tích lũy lại để nó đi tìm đáy đã. Hút đấy, hút như những video trước tôi có nói, thì cái cổ phiếu này chúng ta mua ở đây, chúng ta đừng kỳ vọng là nó sẽ bật cao lên như thế này, và không một cổ phiếu nào tránh được cái quy luật của thị trường, đó là khi cái cổ phiếu mà rơi xuống đáy hoặc là rơi xuống cái vùng mà vùng cân bằng ấy, thì cổ phiếu phải tích lũy đi ngang đấy, để tổ chức người ta hấp thụ lại những lượng hàng anh chị mình bị kẹp hàng ở đây bán ra. Chứ bây giờ anh chị nhà đầu tư chúng ta mà thấy cổ phiếu nó đánh lên đây, anh chị bị kẹp ở đây, chắc chắn là anh chị sẽ lôi hàng ra anh chị bán, đúng không ạ? Tôi nói có đúng không? Anh chị mà bị kẹp hàng ở đây, chắc chắn khi tổ chức người ta đẩy giá lên đây, anh chị sẽ bán tất tay những cái cổ phiếu mà mình đã bị kẹp ở đây sau một cái giai đoạn nó rũ mình xuống. Ví dụ kẹp ở đây thì nó rũ mình xuống khoảng 25%, thì mình đã cảm thấy rất là chán nản rồi, thì rất dễ là khi tổ chức người ta kéo lại, anh chị sẽ bán xuống đấy. Nên tổ chức người ta nắm được cái tâm lý đó, người ta sẽ không kéo lên luôn cho anh chị bán đâu, nó sẽ phải tích lũy đi ngang dần dần, nó kéo lên gần cái đến cái vùng đấy rồi bắt đầu nó lại hạ xuống
Đấy, để nó làm như thế vài lần, các anh chị lần sau các anh chị thấy nó lên đến đây, các anh chị sẽ lôi hàng ra bán cắt lỗ, thì lúc đó tổ chức người ta hấp thụ lại lượng hàng để người ta cho vào kho, người ta đánh những cái nhịp sau nhé mọi người nhé. Mọi người chú ý đừng đừng mua cổ phiếu với kỳ vọng nó tăng hình chữ V để chúng ta chốt lãi đâu. Bởi vì các nhà đầu tư tổ chức người ta nắm nắm được hết tâm lý của anh chị em nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta đấy. ETA thì cũng chưa có gì nhiều để nói và không có những cái điểm để tham gia đâu mọi người nhá. Những cái cổ phiếu này nó đang ở dưới đáy thì chúng ta cũng không nên tham gia vội. Tham gia thì chúng ta phải tham gia ở những cái vùng nền giá đấy, mua ở vùng nền giá mà nó còn gãy như thế này thì chúng ta mua ở những điểm treo leo như thế này, làm gì có cái lực nào mà đỡ cái cổ phiếu của chúng ta. Vì thế chúng ta phải rất cẩn thận trong việc mua bán của mình nhé mọi người nhé. Anh chị em nhà đầu tư nào mà xem video, nếu muốn tôi phân tích cổ phiếu nào thì mọi người có thể để lại ở cái phần comment để tôi biết, và lần sau tôi sẽ phân tích những cổ phiếu đấy cho anh chị em nhé. Và tôi sẽ phân tích một cái cổ phiếu tiếp theo, đó là cổ phiếu của TTF. Cổ phiếu của TTF thì là một cái cổ phiếu mà cổ phiếu tích lũy kênh trên, tái tích lũy kênh trên nhá mọi người nhá, nó vẫn đang ở kênh tăng giá nhá. Cổ phiếu này là cái mô hình tái tích lũy kênh trên đấy, kênh trên xu hướng lên. Thì cái cổ phiếu này nó vừa rồi nó giảm chung cùng với cái nhịp thị trường và nó đã tạo được hai đỉnh MACD, thì vào cái nhịp điều chỉnh này nó là một cái điều tất yếu của cổ phiếu. Tuy nhiên thì cái chúng ta nhìn về mặt khối lượng của cổ phiếu nhá, sau một cái phiên mà cái phiên hấp thụ hàng của tổ chức đây thì cổ phiếu nó rơi thêm một vài nhịp nữa. Tuy nhiên chúng ta nhìn vào mặt khối lượng nó ngày càng nó càng kiệt quệ đi, chứng tỏ rằng cái phiên hôm nay giảm điểm là do cái yếu tố đè giá của tổ chức thôi. Đấy, nó đè từ 14.5 xuống 14.3, đây là cái yếu tố đè giá của tổ chức thôi, chứ không còn anh chị nào muốn lôi hàng của mình ra bán nữa, bởi vì nó đang ở cái vùng hỗ trợ rồi. Thì khả năng cái cổ phiếu này nó sẽ có những cái nhịp nó quay xuống, nó kiểm định lại cái vùng đáy đấy, sau đó nó sẽ hồi phục lên, bởi vì cái khối lượng của nó, lực bán nó không có nhiều, thì tổ chức người ta chỉ cần kiểm định nhỏ thôi, sau đó người ta sẽ kéo cổ phiếu lên nhé mọi người nhé. Và vừa rồi thì tôi cũng đã đi phân tích một số cổ phiếu của nổi bật của các nhóm ngành như phân bón, hóa chất và thép, bán lẻ, vin và dòng trụ, thủy sản dệt may, rồi là dầu khí, bất động sản, rồi một vài cổ phiếu riêng lẻ. Nếu các anh chị thấy video của tôi đem đến những kiến thức hữu ích thì cũng hy vọng rằng các anh chị sẽ ủng hộ tôi bằng một like và một phần đăng ký kênh nếu anh chị là người xem mới, để những video sau tôi làm được tốt hơn. Và các anh chị cũng lưu ý về những cái việc đăng ký khóa học cũng như tham gia vào cái Zoom khách hàng VIP của tôi nhé mọi người. Khi chúng ta muốn xác định đầu tư lâu dài ở trên thị trường chứng khoán thì chúng ta phải tự trang bị kiến thức cho mình. Những cái khuyến nghị của tư vấn chỉ là những cái khuyến nghị để chúng ta tham khảo. Khi mọi người có kiến thức rồi thì mọi người sẽ đánh giá được những cái khuyến nghị đó nó là đúng hay sai theo cái phong cách đánh của mọi người nhé. Khi các anh chị biết được nắm được kỹ thuật rồi thì các anh chị sẽ có một cái phong cách đánh riêng của mình, và các anh chị tự xây dựng cho mình một cái phong cách đánh để làm sao mình cảm thấy là khi mình đánh theo phong cách đó thì mình sẽ kiếm được lợi nhuận trên thị trường. Còn nếu các anh chị không trang bị kiến thức cho mình thì tức là các anh chị đã tự cho mình vào nhóm 5% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường nhé mọi người nhé. À, 90% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường nhé, chỉ có 10% nhà đầu tư là kiếm được tiền trên thị trường này thôi. Đấy, các anh chị nên lưu ý những việc đấy nhé. Và tôi cũng xin kết thúc cái video ở đây. Chúc anh chị đầu tư luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Chúc các anh chị có sức khỏe thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở trong những video tiếp theo.